Rau xanh thực sự là thành phần không thể thiếu trong một chế độ ăn uống lành mạnh. Chúng mang lại rất nhiều lợi ích cho cơ thể, từ vấn đề giảm cân, ngăn ngừa bệnh tật, cũng như tăng cường sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, có một số thời điểm chúng ta nên hạn chế và cắt giảm loại thực phẩm này để tránh gây ra những ảnh hưởng tới cơ thể. Người đang bị đau bụng, tiêu chảy. Bạn không nên ăn nhiều rau khi hệ tiêu hóa đang gặp vấn đề. Đau bụng và tiêu chảy sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. Vì vậy, nên hạn chế cắt giảm lượng chất xơ, trong đó có rau. Một số loại như bắp cải, súp lơ, hành tây có thể gia tăng tình trạng đầy hơi, khó chịu ở dạ dày. Vì vậy, nên hạn chế ăn các loại thực phẩm này cho đến khi sức khỏe đường tiêu hóa được cải thiện. Trước khi tập luyện cường độ cao. Khi bắt đầu tập thể dục, máu sẽ ưu tiên tập trung đưa đến các nhóm cơ đang phải hoạt động. Do đó, máu sẽ ít được đi đến dạ dày để tiêu hóa thức ăn. Khi thức ăn chưa được tiêu hóa, có thể gây khó chịu cho dạ dày và tiêu chảy. Cách khắc phục tốt nhất là tránh ăn thức ăn thô, giàu chất xơ như bông cải xanh trước khi tập luyện sức bền. Thay vào đó, nên chọn những thực phẩm dễ tiêu hóa như bánh mì, chuối hay ngũ cốc. Người mắc bệnh viêm ruột. Khi bị viêm ruột, nên ăn những thức ăn nhẹ, tránh quá tải cho dạ dày và ruột để giúp phục hồi đường tiêu hóa. Bệnh nhân bị viêm ruột nên cắt giảm lượng trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt trong một thời gian đến khi cảm thấy khỏe mạnh hơn. Sau đó, dần tăng cường dinh dưỡng và bổ sung rau trong các bữa ăn. Người bị hội chứng ruột kích thích. Giống như bệnh viêm ruột, những người bị hội chứng ruột kích thích nếu tiêu thụ quá nhiều chất xơ sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng đầy hơi, đau bụng và tiêu chảy. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên người bệnh nên hạn chế thực phẩm giàu chất xơ, tìm hiểu các loại thực phẩm có thể dung nạp tốt trong chế độ ăn uống của mình để có thể cải thiện các triệu chứng của bệnh. Người bị đầy hơi. Tình trạng đầy hơi có thể xảy ra khi bạn cố gắng ăn nhiều chất xơ hơn khi mới bắt đầu hoặc chưa quen. Các loại rau có thể gây đầy hơi, chướng bụng mà bạn nên hạn chế như đậu, bông cải xanh, bắp cải hay măng tây. Người sau phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật đường tiêu hóa, theo chỉ định của bác sĩ, bệnh nhân có thể sẽ phải kiêng ăn rau từ 2 cho đến 6 tuần để ruột có thời gian lành lại. Bệnh nhân được khuyên nên ăn các loại thực phẩm ít chất xơ để giảm lượng thức ăn thô đi qua ruột. Sau đó, có thể ăn lại từ từ để cơ thể dần thích ứng. Bệnh nhân suy thận. Những người bị bệnh thận mãn tính hoặc suy thận nên tránh các loại rau chứa nhiều kali và phốt pho, vì thận không có khả năng loại bỏ các yếu tố đó ra khỏi máu. Bệnh nhân suy thận nên hạn chế tiêu thụ nhiều khoai lang, khoai tây, măng tây, nấm. Người bị ợ nóng. Nếu bạn bị chứng ợ nóng, nên hạn chế ăn nhiều cà chua và các sản phẩm từ cà chua. Vì khi axit trong dạ dày gặp thức ăn có tính axit sẽ làm trầm trọng hơn các triệu chứng ợ chua khó chịu và bệnh trào ngược dạ dày. Thừa beta-carotene. Nhiều loại rau củ có chứa hàm lượng beta-carotene rất cao như cà rốt, bí đỏ, đu đủ, gấc, ăn vào cơ thể sẽ tạo thành vitamin A tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu bạn ăn liên tục với số lượng lớn, lượng carotene dư thừa không được cơ thể chuyển hóa hết sẽ gây tích lũy và ứ đọng ở gan, có thể xuất hiện chứng vàng da, ăn không tiêu, mệt mỏi. Tình trạng này không gây nguy hiểm và chỉ cần cắt giảm hoặc ngừng ăn loại thực phẩm này thì những tình trạng trên sẽ dần biến mất.